Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh NDA, cộng đồng chuyên chia sẻ với các dàn IDO, các dàn IROBOTY, các dàn IEO đến từ nhiều nền tảng uy tín với chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cập nhật những dàn mới nhất mình thường xuyên chia sẻ được với anh em. Video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn dàn Atlia. Tham gia vào dàn hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới mô tả video, sau đó các bạn nút start để chat với bot. Tiếp theo thì chúng ta vào submit tên và chúng ta sẽ bắt đầu làm những nhiệm vụ đầu tiên. Chúng ta sẽ join vào kênh channel này. Cho tiếp kênh chat này. Ok. Thôi để mai con hỏi. Mai ông chúng ta tiếp tục. Mai ông mở kênh đón con mà. Mở kênh Twitter. Mở tiếp kênh Twitter. Mở tiếp kênh Instagram. Mở Facebook. Chúc các bạn mở tất cả những cái mạng xã hội ra nhé. Ok. Follow, like, chọn, close this. Ông ơi, ông có ta cũng sẽ follow không? Kênh RA này. Vậy à, bệnh viện Việt bây Đức. Bây giờ chúng ta sẽ từ viện Việt Đức về mình thì hết về bên Ninh Bình mình nghe thì bằng nào? Test đính kèm 5 người. Điệu được không? Close this. Tiếp theo. Chêu ông vậy chứ. Chúng ta follow. Vậy đấy cháu hỏi. Follow Facebook. Cháu hỏi xem là cháu gọi cho ông. Ta lúc theo dõi này. Rồi tiếp theo chúng ta follow kênh YouTube này. Subscribe kênh Reddit. Điền in profiling. Profiling của kênh Telegram. Cái profiling này ấy, thì chúng ta sẽ lấy phần username của kênh Telegram. Ví dụ username của mình đây. Đúng không ạ? Ai cộng thử điện bây giờ mình sẽ làm được. Nó có cái, chúng ta có thể copy nguyên của bọn nó này. Thôi, ông copy của bọn nó cho nó nhanh nhỉ, được chưa? Ờ, cái này là gì nhỉ? Dụ thời điện thì chúng ta sẽ bỏ từ thời điện đi. Bỏ A cộng đi xin anh em. Đấy, chúng ta sẽ ghi như thế này là được rồi. Gửi lên này, được chưa? Thì con bỏ là hết có rồi, tiếp theo cho ông nhá. Join vào kênh Telegram chat. Ở đây chúng ta cũng sẽ gửi thì profiling của mình. Thì bố con có nhận cho ông ấy đón. Con chờ một chút nhé. Yếu quá nha, được không được. Rồi chúng không? Ta sẽ ấn về từng nhà lấy profiling này. Copy profiling. Bố, chế điện thoại ra ngoài đi. Nghe không được, cô trang trắng ra đấy gì đó. Tiếp tục gửi profiling tiếp này. Instagram chúng ta cũng sẽ gửi profiling. Tạo ra avatar vào phần profile, copy phần profiling này. Về đây này. Facebook chúng ta về từng nhà. Copy profiling này. Kênh YouTube chúng ta vào phần avatar, ấn vào kênh của bạn. Copy phần profiling này. Mai ông ấy đón con mà. Mai. Kênh YouTube profile này dưới đây này. Reddit. Mai cô đã được về đúng mà. Chúng ta subscribe kênh Reddit, Upvote, Aeroport. Con đã có phần thử năm đâu rồi. Nó, chị con đâu về này. Đây có phần Upvote này. Con chưa ăn nữa. Aeroport ở đâu nhỉ? Đây. Các bạn đang này. Được chưa? Ấn vào avatar, ấn vào profile. Copy profile này. Phép profile này Reddit phía dưới đây này. Điền thông phân phối chúng ta mở ra này. Đây, điền email này. Vâng. Telegram profiling các bạn điền này. Chúng ta copy phần link. Phần địa chỉ ví các bạn dùng ví ETH ở trên sách Connect và MetaMask sẽ copy vào địa chỉ ETH sẵn có sẵn bản kết toàn. Gửi những nội dung ở đây này. Bây giờ sang bên này nhé, các bạn copy cái dòng chữ đôn này. Viết vào đây này. Gửi lên này. Đó. Chọn topic ở trên thứ tư được chưa? Nó sẽ chọn ra 2.000 người may mắn, mỗi người sẽ nhận là 250 token A.
Ok, vừa rồi thì chúng ta đã hoàn thành xong video chia sẻ với nhau về dự án Asni. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn, cảm ơn anh em thuộc video và xin chào các bạn video tiếp theo.